Nguyện đêm lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học, dựng bền xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Cúng hương giới hương định hương và quê hương, giải thoát chi kiết hương. Sang ngời chiêu khắp mười phương, hiện tiền Tam Bảo năm hương cúng dường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Chú tình pháp giới an lan xoan 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 an lan lan xoan an 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 lan xoan an. Chú tình tam nghiệp a ta pha bà pha trường đà ta pha đàn ma ta pha bà pha trường đồ an an pha pha bà pha trường đà ta pha đàn ma ta pha bà pha trường đồ an an ta pha bà pha trường đà ta pha đàn ma ta pha bà pha trường đồ an. Cầu nguyện cầu an, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Tân Sửu. Đệ tử Dương Ngọc Thái pháp danh Quảng Minh, Pháp Hoàng Quỳnh Vi pháp danh Quảng Tâm, cùng chị dị giáo đưa bốn sư thân cả mẫu ni Phật một gia trí thành tiết lệ cúng ngõ cầu an cho gia đình Dương Ngọc Thái. Dương Ngọc Thái pháp danh Quảng Minh, Phạm Hoàng Quỳnh Vi pháp danh Quảng Tâm, Dương Văn Luân pháp danh Quảng Đại, Nguyện Thị Thế Loan pháp danh Quảng Đức, Phạm Văn Công Quỳnh Thị Hoàng Yến, Dương Ngọc Tài pháp danh Tịnh Thông Đạo, Dương Ngọc Quỳnh Anh pháp danh Tích Nữ Ngọc Hạnh, Dương Ngọc Bảo Anh pháp danh Tích Nữ Ngọc Nhân, Dương Ngọc Quý pháp danh Quảng Hoa, Nguyễn Nguyên Thầy pháp danh Quảng Mạnh, Lạ Thị Mỹ Tơ pháp danh Huệ Quý, Đường Đời Phiền Não Dư Sạch Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Mạng Dĩ Bình An Thân Tâm Thường Lạc, và tất cả chúng sanh một thời đồng chữ vô thường chánh đẳng chánh giác. Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Tường Bồ Tát. Cầu nguyện cầu siêu, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm Tân Sửu, đệ tử Dương Ngọc Thái pháp danh Quảng Minh, Phạm Hoàng Quỳnh Vi pháp danh Quảng Tâm, phụng trì giáo đức bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật một gia chi thành tiết lệ cung ngò cầu xíu cho củ quyền tư tổ dòng họ Dương, dòng họ Nguyễn, dòng họ Phạm, dòng họ Quỳnh, cầu xíu cho hương linh Nguyễn Lai, hương linh Phạm Thị Viện, hương linh Dương Ngọc Canh, Trịnh Thị Rệ, Trịnh Thị Nghi, hương linh Dương Ngọc Phạm pháp danh Phước Liệu, hương linh Dương Ngọc Thành pháp danh Tâm Thành, hương linh Dương Ngọc Nữ pháp danh Chúc Nhi, hương linh Dương Ngọc Nhi pháp danh Phước Toàn, hương linh Dương Ngọc Na pháp danh Phước An, hương linh Dương Ngọc Dương, hương linh Nguyễn Chí Tài sinh năm 1958 mất 02/02/20, hương linh Lê Hoàng Hiện nghệ danh là Dân Quang Long pháp danh Minh Tâm, sinh ngày 26/09/79 mất ngày 29/12/2020. Chúng con một giả chế thành ngưỡng mong Tam Bảo từ bị gia hộ cho hương linh phát tâm Bồ Đề rộng lớn dư sạch nghiệp chứ sâu dày được sanh về thế giới an lành của chư Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Lại Phật.
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỳ, thế gian sơ hữu ngã tận kiến, nhân tiết vô hữu như Phật già. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung dường Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thượng Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Đường Lai Ngã Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Thập Phương Tam Thế Như Tiết Chư Phật. Nam mô Đại Chí Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Già Lam Thanh Trung Bồ Tát. Nam mô Giám Trại Sứ Giả Bồ Tát. Nam mô Tâm Diện Minh Vương Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Ta Phà Đa Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Ta Phà Đa Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Ta Phà Đa Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tô Rô Bà Gia Nán Ra Nga Đa Gia Đa Đề Tán Tô Rô Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Ta Bạc Ra. Nam mô Tô Rô Bà Gia Đa Ra Nga Đa Gia Đa Đề Tán Tán Tô Rô Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Ta Bạc Ra. Nam mô Tô Rô Bà Gia Đa Ra Nga Đa Ya Đắc Địa Tạng Tô Rô Bắc Ra Tô Rô Bắc Ra Tô Rô Ta Bà. Thờ thờ sắc hương vị thường cúng thập phương Phật. Chung phụng chư hiền thanh hạ cập lục đạo phẩm. Đằng tỷ vô sai biệt tùy nguyện giai bảo mạng linh kiến tỷ già. Đang do lượng ba la mật tam đức lục vị cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường an ngang nắng tam bà pha thiện nhận ra hồng an ngang nắng tam bà pha thiện nhận ra hồng an ngang nắng tam bà pha thiện nhận ra hồng. Ngã kim phụng mỹ cam lồ vị lượng đặng tu di vô quá thường. Xa khương mỹ dị biến ư công ma di nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam mô phổ cúng dường bồ tát. Ngã kim phụng mỹ cam lồ vị lượng đặng tu di vô quá thường. Sắc khương mỹ dị biến ư công di nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam mô phổ cúng dường bồ tát. Ngã kim phụng mỹ cam lồ vị lượng đặng tu di vô quá thường. Xa cương mỹ dị biến ư không di nguyện từ bi ai nạp thọ. Nam mô phổ cúng dường bồ tát. Nam mô phổ cúng dường bồ tát. Nam mô phổ cúng dường bồ tát. Tự sanh cầu hữu đồng đăng hóa tạng quyền môn bát nạn tam đồ công nhập tề đô tánh ai cùng phật dĩ ngực đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cổ chư phật pháp. Thank you.
Lăng Nghiêm, Nam Mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Lăng Nghiêm Hòa Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Trạm Tông Trì Vương Đông Tôn Hòa Thù Lăng Nghiêm Dương Thế Nghi Hộ Tiêu Ngã Ước Kiếp Điên Đạo Tượng Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Tân Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương Hường Đồ Như Thị Hằng Xa Chúng Tương Tự Tâm Tâm Phung Trừng Sang Thị Tăng Danh Vi Bảo Phật Ứng Phùng Thịnh Thế Tôn Vị Chứng Minh Hà Ngũ Trừ Ác Thế Thể Tiên Nhập Như Như Chúng Sanh Vị Thành Phật Chúng Bước Ư Thu Thế Nề Hoàng Đại Hùng Đại Lược Đại Từ Bi Táo đăng vô thượng giác ư thập phương giới tọa đạo tràng thượng nhã đa thanh cả tiểu dân thứ ca đa tâm vô đồng chuyện nam mô thượng trụ thập phương Phật nam mô thượng trụ thập phương pháp nam mô thượng trụ thập phương tăng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Phật Đành Tu Lăng Nghiêm nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát vị thời kế tôn cùng dục kế chung dòng ba bảo quang quang trung dòng xuất thiêm diệp bảo liên hộ Như Lai Tào Bảo Hoa Chung Đành Phong Phật Đạo Bà Bảo Quang Minh Nhất Nhất Quang Minh Dạy Biên Thì Hiển Thập Bằng Hà Sa Kim Khang Mật Thích Tình Sơn Trị Sự Biến Ngư Công Giới Đại Chúng Ngưỡng Quang Y Ái Kim Bảo Cầu Phật Ai Ngộ Nhất Tâm Thinh Phật Vô Kiến Đành Tướng Phật Phẩm Quang Như Lai Tiên Thiên Trần Chủ Nam Mô Ta Đá Ta Ta Gia Ra Gia Ra Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Ta Nam Mô Ta Đá Ta Phần Đà Vô Chi Sang Ni Sam Nam Mô Ta Bà Bụt Đà Bụt Địa Thác Đà Bệ Tệ Nam Mô Ta Nam Bồ Đà Cú Chi Nam Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nam Nam Mô Lô Kê A Đa Nam Nam Mô Tâm Miêu Đà Đa Nam Nam Miêu Đà Bà Đa Đế Bà Đa Đa Nam Nam Mô Đề Bà Lý Sắc Đà Nam Mô Tức Đại Gia Thị Đa Gia Đà La Lý Sắc Đà Sa Bà Đa Hiết Đà Hà Tăng Ta Ta Ra Ma Ta Nam Nam Mô Bà Ca Ra Ma Lý Nam Mô Nhân Già Đà Đa Nam Mô Bà Già Bà Lê Đô Đà Đa Hô Ma Bác Đế Ta Hê Già Gia Nam Mô Bà Già Bà Đế Na Đa Già Na Gia Bà Tướng Nế Ma Đăng Rì Già Đà Nam Mô Tớ Kiết Rì Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đề Đà Ta Già Đà Câu Nam Mô Già Sa Câu Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đề Đế Đi Đà Dù Ra Tây Nam Bà Hà Đà An Sa Sa Già Đà Ta Già Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đề Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Ta Già Đà Già Đà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đề A Số Vệ Già Đà Na Già Đà Già Rê Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đề Bệ Sa Sa Già Cô Lô Phê Chủ Đi Già Bà Ra Bà Ra Sa Già Đà Ta Già Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đế Tam Bồ Sư Vi Đà Tức lưng lại ra là Sa Già Đà Na Già Đà Già Rê Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đế Sa Kê Già Mô Na Duệ Đà Ta Già Đà Già Đà Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Già Nam Mô Bà Già Bà Đế Lạc Đắc Nô Ca Đà Ra Sa Già Đà Ta Già Đà Già A ya de dam miu tam bồ đà ya de biu nam mô tu kê ri đa e dam ba đa ba sa ra ni san tang nam ba đa nam 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 mô a ba đa thi dam ba đa de chứng kỳ ra tất đa ba bồ đà yết đa nga ni yết đa nga yết ca ra nga ni ba ca vi địa giả xưng đa ne a ca ra mật địa chô ba rê đa ra ra nan yết đa tất đa ba bằng ba đa một sa ni tất đa ba đầu sắc ca độc tất đa phát đa ne phát đa ni Tất cả
kiên đề mang tăng tăng ra bồ tu tăng tăng ra thức thì sa khô ki a tắc mê đê lệ a tè đê bê tí ta đi ta cha chan ca mang ba sa lô đà ra đi bì bồ bà na mang ca ra ô ông ta thức tư bạc bà đô ma ma ưng tu na ma ma toa sa bà ya đô ma ta ra bà ra ni bồ di kim bà ya bà ra bà ya o ra ca bà ra bà ya la san chang ra bà ya na ya bà ya ti điều đắc bà ya tô ra bà na bà ya yu son ít răng ra sự tư ít răng tức thầy đang ít răng thì sa nhân ít răng bồ đã ít răng cô thằng cha ít răng bồ đường năng yên răng ca cha bồ đường năng ít răng tất kiện đồ yên răng tức ma răng ít răng o ra ma răng yên răng sa răng sa ya ít răng nghe đây bà đây ít răng sa răng đi nắm ít bạn đi nắm lô điện đi nắm ma ta đi nắm mê đạn đi nắm ma sa đi nắm sa đa đi nữ tỳ tỳ đa đi nắm tỳ đa đi nắm bà đa ha đi nắm a du ya ha đi nữ chất đa ha đi nữ đế sam tắc bệ sam tắc bà ít ra ha nắm tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di ba ra bạc ra ya ca hơn đi đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di cha di nghe ước đề đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di ma hết ba du ba ra ya lô đa ra ước đề đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di na ra ya na hết đề đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di các bà ya lô trà tay hết đề đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di ma ca ra ma ra đề ya na hết đề đóng tỳ đa ya sa sưng đa ya di kê ra ya di ca ba ri ca bà vô lam bằng đề thức bà vô lam tỷ lệ
Kết thúc Phật Ca Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cần Kiệt.
a sa mê tăng ba ta đạo du bằng a thế dương tăng bằng đa na ma ba ya ma ba na na đa đề tăng ngô bồ đề lu ca đề ca đa đề ni đề ma na bồ đề lo đa ta pa ta pa ma ra ma ra ma nghe đề na dương bồ đề bồ đề ít mong đồ lo đồ lo pa sa ya đề ya ra ya ra ma ma pa ma ra mo đề la y y en na na ra sam bồ ra sa la pa sa pa sam bồ ra sa ya o lo lo ma ra o lo lo e đề ta ra ta ra tăng đề tăng đề to ro to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya ni đề đề ya ra na kinh kinh đề đề sam đề na ma ya ma na ta ba ha ra tân kỳ ta bằng a ra 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 ta bằng a tức ra tân a mục kỳ ta bằng a ta bằng a tức ra ya ta bằng a ya kiếp ra a tức ra ya ta bằng a ba ra ba ít tức ra ya ta bằng a na ra tân kỳ bằng ra ra ya ta bằng a ma ba li tân ít ra ya ta bằng a nam mô a ta ra ta ra ra ya ya nam mô a ni ya anh tức đi đô mang ra nam bằng ra ya ta bằng a anh tức đi đô mang ra nam bằng ra ya ta bằng a anh tức tâm già đau để tan chia kết ra và để chúng ra mặt đi mà bác thằng để rô 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 để sáng cha cha ước đầy xa dạo phấn ta an bác đạt ba chứng ta mặt đi thương ra hồng ngân ba lạc bà bạn đắng mê hồng tư ba ca tường thần tu nắng hồ tăng hẳn đà mẫu đà nắng a bác ra đề hà đà sa ta nặng nằm đá điện thang an kê 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 hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bác ra nhập tự 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 t
tin ơn về xu pháp vô nhận giới này kiến vô ý thức thế vô vô minh diệt kiến vô vô minh tầng này kiến vô lão từ diệt vô lão từ tầng vô khẩu tập diệt đạo vô kiến diệt vô đắc diệt vô sở đắc cố bồ đề tâm rồi y băng nhà ba la mật đa cố tâm vô quan ngài cố vô hộ cùng bơ những ly biên đạo mộng từ cứu cánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa tâm hiệu tâm bồ đề khổ trì băng nhà ba la mật đa thì đại thần chu thì đại minh chu thì vô thượng chu thì vô đẳng đẳng chu năng dự như thi cổ chân thiệt thân hư vô thiên năng nhà ba la mật đa chu thi chu hi ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát ma ha ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát ma ha ít đế ít đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề tát ma ha Phật thân sáng dạng tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, ngày trắng tòa tu di huyền truyền à, mắt trong ngừng buôn biển long lanh, anh hào quang hóa vô số Phật à, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện đo chúng sanh à, chính phẩm sáng dạng lên giải thoát quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Còn ai xin phát nguyện vãng sanh à, cuối sinh được từ bị nhiếp to Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Chí Văn Thù Sư Lại Bồ Tát. Nam Mô Đại Chí Văn Thù Sư Lại Bồ Tát. Nam Mô Đại Chí Văn Thù Sư Lại Bồ Tát. Nam Mô Đại Lực Thế Hiện Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiện Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiện Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiện Bồ Tát. Nam
Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Ngài Đệ Nhất Thầy Lục Sư Ba Lý Bồ Tát Nam Mô Ngài Đệ Nhất Thầy Lục Sư Ba Lý Bồ Tát Nam Mô Ngài Đệ Nhất Thầy Lục Sư Ba Lý Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Om Mani Ba Me Hum 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 Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om 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 Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum 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 Om Mani Ba Me Hum 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 Om Mani Ba Me Hum 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 Om Mani Ba Me Hum 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 Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Mani Ba Me Hum Om Mani Ba Me Hum 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 Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Quảng Minh và Phạm Hồng Quy Pháp Phạm Hồng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sấm Hôi về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si từ thân cầu y phán sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sấm Hôi về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phá sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hôi về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phá sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hôi về trước con tàn bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phát sinh ra nay con xin sám hối tất cả đã mua cầu sám hối Bồ Tát
Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Phi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hối. Về trước công tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phát sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Phi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hối. Về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phát sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hối. Về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tâm sân si từ thân cầu y phát sinh ra nên con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đệ tử Dương Ngọc Thái Pháp danh Hoàng Minh Phạm Hoàng Quỳnh Vi Pháp danh Hoàng Tâm Chí Tâm Sám Hối. Về trước con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si từ thân cầu y phát sinh ra nay con xin sám hối tất cả nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tha. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường giao hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường giao hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường giao hộ. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Tam tự quy y, tự quy y Phật đưa nguyện chúng sanh tề theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy y Pháp đưa nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy y Tăng đưa nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết không ngại. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Phật tình độ trên đền bốn ân nặng dư cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề hết một báo thương này thương sơ khỏi cực lạc. Hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh cầu cho thế giới hòa bình nhân dân an lạc mưa thuận gió hòa. Và mau chóng kiếm được phát sinh ngăn ngừa căn bệnh corona cho muôn loài chúng sanh đều được độ thoát. Hồi hướng cho các quan gia trái chủ hữu hình và vô hình trong nhiều đời như kiếp cung kiếp hiện tại. Dù bất cứ ở cảnh giới nào cũng đều được cứu độ dình diện xa lìa ba đường ác mau chóng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Hồi hướng cho những chúng sanh đã bị con giết hại được tiêu trừ nghiệp chướng xa lìa cảnh khổ xóa bỏ hận thù. Phát lòng Bồ Đề hộ pháp cho nhau đồng niệm di đa đồng nguyện vãng sanh đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho ông bà cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp cùng kiếp hiện tại. Dù bất cứ ở cảnh giới nào cũng đều được cứu độ dình diện xa địa ba đường ác mau chóng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Hồi hướng cho chiến sĩ trần dông đồng bào từ nạn hạ sa ngạ quỷ thập loại cô hồn. Hồi hướng cho chư vong linh thai nhi nương nhờ công đức này được siêu thoát luân hồi xa rời cảnh khổ vàng sanh cực lạc. Hồi hướng cho ngày lâm chung của con thân cân tập bình tâm không riêng đạo từng mắt thấy Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí cùng chư Bồ Tát chúng tay cầm đài sen hiện ra trước mặt tiếp dẫn cho con dẫn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nguyện hoa nào tiếp Phật ngộ vô sanh nguyện tu chính đắc vô thường Bồ Đề nguyện đồ vô biên chúng sanh đều được vãng sanh cực lạc viên thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Phật Đạo Đức Tôn Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dương Ngọc Thái và Triệu Ái Vi. Hai vợ chồng Thái xin kính chào toàn thể quý Phật tử, quý thầy cũng như quý Phật tử còn toàn thể quý vị khán giả đang xem cái buổi một ngày tu tập của Dương Ngọc Thái và bà xã. Ngày nào Thái cũng dành thời gian một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ để tu tập, để cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa và mau chóng kiếm được vaccine ngăn ngừa để cho việc cứu độ cho tất cả chúng sanh cũng như là tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Hy vọng rằng chúng ta sẽ mau chóng được trở lại cuộc sống bình thường và mọi người đều khỏe mạnh. Hiện tại bây giờ thì
thấy cảm nhận được là nước Việt Nam mình thì không có bị nhiều, nhưng mà tất cả các nước lân cận thế giới như là Ấn Độ, Campuchia, rồi Lào, rồi mấy nước châu Âu nữa bị rất là nặng về vấn đề Covid. Ngày nào vợ chồng Thái cũng tụng kinh và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho mau chóng kiếm được vaccine để chu cấp tất toàn thể cho mọi người, để cái cơn bệnh Covid qua đi để cho mọi người trở lại cuộc sống bình thường cho bao nhiêu người khác. Đó là cái điều Thái mong muốn nhất và chia sẻ toàn thể quý vị. Mong quý vị cũng cố gắng mỗi ngày mình dành thời gian ra để mình tu tập. Mình tu là mình sửa là gì mình chưa được mình sửa, và mình cố gắng mình phóng sanh, rồi mình cho từ thiện, hay là mình bớt sát sanh lại một chút để cho mọi người đều an lành, có sức khỏe và sống lâu trường thọ. Chúng ta mỗi ngày chúng ta đều tích đức tích phước, chúng ta sinh cái cuộc sống này để mình sinh đến đây để mình tu tiếp, nên là chúng ta cố gắng làm sao để dành thời gian ít nhất một ngày khoảng 10 phút hoặc 15 phút để tu tập tụng kinh niệm Phật, hay là mình làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, giúp mọi người. Dương Ngọc Thái và Triệu AV xin cảm ơn quý vị rất nhiều khi đã xem cái buổi quay của Thái, một ngày tu tập của vợ chồng Dương Ngọc Thái. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn và xin tạm biệt. Nam Mô A Di Đà Phật.